Cục Trẻ Em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị Cục An toàn Thông tin, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kiểm tra và có biện pháp chặn, gỡ, xóa kênh và xử lý theo quy định để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Theo Cục Trẻ Em, kênh Timmy TV có admin là người Việt và đã tồn tại vài năm qua. Thời gian gần đây, kênh có nhiều hình ảnh và nội dung không phù hợp với sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Đây là những nội dung cần phải xử lý ngay để tránh tác hại xấu tới các em. Trên cơ sở thông tin do Cục Trẻ Em nắm được và phản ánh của nhiều bậc phụ huynh gửi tới Tổng đài Bảo vệ Trẻ Em 111, các cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ dữ liệu để có thể xử lý những vi phạm trên.